Hiện tại, Cộng hòa Séc đang bị ảnh hưởng bởi một đợt dịch bệnh về đường hô hấp. Nhiều bậc phụ huynh đến hiệu thuốc mua những loại thuốc hạ sốt thông thường cho trẻ em, nhưng thuốc không có bán. Các bác sĩ và dược sĩ đang cố gắng thay thế các loại thuốc bị thiếu bằng những loại khác, nhưng chúng cũng đang dần cạn kiệt. Không chỉ các hiệu thuốc và các bệnh viện cũng đang phải vật lộn với tình trạng thiếu thuốc. Mấy tháng nay, nhiều loại thuốc đã bị thiếu, một số trong đó đã rất khó để thay thế bằng thuốc khác hoặc thậm chí là không thể thay thế. Hiện tại, loại thuốc thiếu hụt lớn nhất là penicillin, chúng tôi không còn ở bất cứ dạng nào nữa. Và cuối cùng chúng tôi phải dùng đến thuốc kháng sinh phổ rộng và chúng thường có một số tác dụng phụ. Hiện tại chúng tôi đang thiếu hụt penicillin, các bác sĩ đang kê đơn thuốc kháng sinh phổ rộng và chẳng bao lâu nữa, loại thuốc này cũng sẽ hết. Các nhà sản xuất cho rằng họ gặp vấn đề với nhà cung cấp, thiếu nguyên liệu sản xuất bao bì và nguyên liệu sản xuất thuốc. Những lý do thường xuyên nhất gây ra tình trạng thiếu thuốc là do nhà sản xuất. Vấn đề thường nằm ở đâu đó trong đầu chuỗi sản xuất, như gặp vấn đề về dược chất sản xuất. Khoảng 2/3 số thuốc được sử dụng ở châu Âu được sản xuất ở châu Á, chủ yếu là ở Trung Quốc và Ấn Độ. Do đó, có nguy cơ các nhà phân phối sẽ xuất khẩu thuốc từ Séc đi các nước khác. Ngoài chuỗi cung ứng bị tê liệt, các chuyên gia cũng cho rằng nguyên nhân gây ra một phần là do nhu cầu gia tăng ở một số loại thuốc. Tôi kêu gọi các bệnh nhân không dự trữ thuốc, để các hiệu thuốc có thuốc dành cho những người bệnh nhân gặp vấn đề cấp tính. Một số bác sĩ lại khuyên các bậc phụ huynh có con nhỏ nên cố gắng mua các loại thuốc như Panadol, Nurofen hay Ibalgin cho trẻ em. Nếu như không thể mua được các loại thuốc này, có thể dùng 1/4 hoặc một nửa viên thuốc của người lớn. Bởi vì hiện tại, số lượng bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp tăng rất cao.